Mỗi mảnh đất tách thửa này có giá trên dưới 1,5 tỷ đồng với diện tích 100 mét vuông. Hiện đang có hàng trăm mảnh đất tách thửa sẵn trên địa bàn xã Long An, huyện Long Thành được các tay môi giới của các công ty bất động sản mời chào, lôi kéo khách bằng đủ lời quảng cáo hấp dẫn. Nếu mà chị muốn mua mà chị trả hết luôn thì chị trả theo một thanh toán hết luôn á, thì bên em sẽ tới lúc đó bên em có sổ thì em sẽ sang tên công chứng cho chị. Lúc đó chị cần thanh toán đủ cho em là bên em sẽ là bàn giao đất cho chị á. Theo các chuyên gia, cơn sốt đất tại Long Thành là quy luật tất yếu khi thông tin quy hoạch sân bay bắt đầu rộ lên. Dự báo về khả năng đất sẽ lên giá thì giới đầu tư sẽ tìm đến mua. Nay chuẩn bị thu hồi đất xây sân bay càng khiến nhiều người đổ xô mua đất Long Thành. Chúng tôi đề nghị bà con hết sức cân nhắc và hết sức tỉnh táo vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, đây là sốt giá ảo. Giá này là giá đã vượt xa giá trị thực của miếng đất này. Cái thứ hai là quy hoạch khu vực này là hoàn toàn chưa được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Đồng Nai là phê duyệt, cho nên rất nhiều rủi ro. Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, sẽ được khởi công vào cuối năm 2019. Trong tương lai, Long Thành sẽ trở thành khu vực hot về bất động sản. Do vậy, việc nhà nhà người người tìm về Long Thành mua đất với hy vọng đầu tư kiếm lời trong tương lai là điều dễ hiểu. Thế nhưng, phần lớn đất nền đang được mua bán tại Long Thành, đây chỉ là các thửa đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được phân lô tách thửa. Vì vậy, người dân cần cẩn trọng trong mua bán, giao dịch.